hồi thứ 32 Xem Ngao Sơn Tống Giang bị bắt Náo Thanh Phong qua dinh báo thù Đường từ núi Thanh Phong đi tới Thanh Châu cách nhau ước hơn trăm dặm Thanh Phong ở ngay vào quảng giữa ngã ba đất Thanh Châu Chỗ ấy tên là Thanh Phong Trấn đường thông ba mặt Núi non giặc cướp rất nhiều Nhân thế mới đặt trại Thanh Phong để trông coi địa hạt Quanh trại đó có tới 4 năm ngàn nhà ở. Dân sự làm ăn kể cũng có điều sầm quốc. Giữa trấn có chợ to phố lớn. Bên nam có một trại to của quan văn lưu cao. Bên bắc có một trại nhỏ của quan võ qua vinh đóng đó. Hôm ấy một mình tống giang đi tới trấn thanh phong, hỏi thăm đến cửa trại qua vinh, nói với quân lính canh cổng để vào báo trước một lá có một vị quân quan trẻ tuổi chạy ra đón chào Tống Giang, rồi hét lính đỡ lấy khăn gói và đao, mà mời Tống Giang vào ngồi ở chính sảnh. Đoạn rồi cúi đầu lạy bốn lạy mà nói rằng Từ khi bấy biệt quân trưởng tới nay thấm thoát đã năm sáu năm trời, trong lòng rất là khát vọng. Dạo trước quân trưởng giết một đứa yên qua, rồi bị quan quân truy tầm định bắt. Tiểu đệ nghe nói như ngồi phải trông gai, đã viết luôn mười mấy phong thư gửi sang gia trang để mời đón mà không thấy huynh trưởng tới chơi nay bỗng đâu được gặp huynh trưởng ở đây thật là thỏa lòng vô hạn nói xong lại cúi đầu xuống lạy tống giang vội vàng đỡ dậy mời ngồi nói chuyện hoa vinh khiêm tốn ngồi chết về một bên rồi tống giang đem chuyện mình thuật hết đầu đuôi cho qua vinh nghe qua vinh nghe nói có ý cảm động mà rằng Té ra thời vận nhân huynh chung chuyên quá chừng. Ngày nay tới đây, xin nhân huynh hãy ở tạm vài năm rồi sau đây sẽ liệu đường xuất xử. Nói đoạn mời Tống Giang vào ngồi chơi ở nhà trong, rồi gọi vợ là Thôi Thị và em gái ra lạy mừng. Nhất diện sai lấy áo xiêm khăn dày cho Tống Giang tắm rửa thay giặt, rồi mới mời vào uống rượu trong khi uống rượu tống giang đem chuyện cứu phu nhân của lưu tri trại thuật cho hoa vinh nghe hoa vinh châu đôi mày mà bảo tống giang rằng huynh trưởng cứu người ấy làm gì chúng tôi đang muốn làm cho nó chừa bớt cái miệng điêu quạt thì mới hả lòng tống giang ngạc nhiên hỏi rằng quái lạ tôi thấy nói là vợ quan tri trại ở trại thanh phong nên tôi nghĩ đến tình đồng liêu của hiền đệ mà hết sức ngăn trở Dương Nụy Hổ để cứu cho thoát nạn. Vậy chẳng hay là cớ sao mà Hiền Đệ lại nói như vậy? Nguyên Quynh Trưởng không biết, trại Thanh Phong đây, nếu để cho một mình tôi coi giữ, thì cường đạo xa gần có đâu dám sinh lòng quấy nhiễu. Ai ngờ mới đây có anh khốn ấy đến, làm tri trại ở chốn này, tiếng gọi là văn quan mà một chữ không biết, chỉ chăm chăm lừa dối đám dân gian mà pháp luật triều đình không còn chút gì là giữ được. Tiểu đệ tuy là một chức võ quan, song vẫn bị hắn ta chọc tức luôn luôn không thể nào giết ngay đi được cho nó thỏa lòng. Huynh trưởng còn cứu làm gì cho uổng sức. Giả chăng con mụ ấy lại là một đứa bất lương, chỉ phỉnh phờ ông chồng để làm càng làm bậy, hãm hại lương dân mà ăn tiền đút lót. Những người khốn kiếp như vậy, giết đi còn chưa đáng tội lỗi, hơi đầu cứu vớt thêm phiền, Tống Giang khuyên qua Vinh rằng Hiền đệ chớ nên nghĩ vậy Xưa nay thường nói Không nên buộc chết cho người Giả chăng lại là đồng liêu với hiền đệ Dẫu có điều không phải cũng nên che đậy cho người Vậy mới là phải đạo qua Vinh hối ngộ mà rằng Quân trưởng dạy thế rất là phải Để ngày mai tôi có vào việc quan gì đó Sẽ nói chuyện huynh trưởng cứu vợ con hắn cho hắn biết tống giang gật đầu khen rằng nếu vậy thì càng rõ cái hay của hiền đệ tự nhiên là thiên hạ phải phục từ đó hai vợ chồng qua vinh khoản đãi tống giang càng ngày càng trân trọng và dọn dẹp một gian phòng ở nhà trong để lưu tống giang ở đó cách bốn năm hôm qua vinh sai đầy tớ riêng dắt một ít tiền để đưa tống giang đi chơi xem phong cảnh trong trấn tống giang đi xem thấy chợ búa quyên náo phố phường nhộn nhịp, nào nơi quán thấp, nào chốn lầu cao, miếu mạo chùa chiền, phong cảnh sầm quốc. Mỗi ngày qua Vinh lại cắt một người cho đem tiền đi hầu Tống Giang. Xong mỗi khi vào hàng quán rượu chè, thì Tống Giang lại bỏ tiền ra chi dụng. Còn tiền của Hoa Vinh thì để mặc cho người nhà được hưởng. Bởi vậy Tống Giang ở đó chưa được bao lâu mà bọn người cửa, người nhà không ai là không có lòng kính mến ngày tháng thoi đưa, sớm chiều lần lửa. Tống Giang ở trại Thanh Phong được hơn một tháng trời, mà chốc đã đông tàn xuân đến, phong quan khác đến mười phần. Bây giờ đến Tết Nguyên Tiêu, các dân cư ở Trấn Thanh Phong thu góp tiền nông, kết một tòa tiểu ngao sơn ở trước miếu thổ thần. Bên trên văn giấy kết qua, treo năm bảy trăm ngọn đèn qua rất là rực rỡ. Còn ở trong miếu thổ thần, cùng các nơi phố xá, đều treo đèn hết thảy. Dẫu không dí được với kinh sư là nơi đô hội, song cũng chẳng khác chi một thành bất dạ. Buổi sáng hôm ấy, Hoa Vinh tiếp rượu Tống Giang ở trong trại, mãi đến gần trưa mới xin phép đứng dậy, kiểm điểm mấy trăm tên lính. Sai đi đàn áp nơi phố xá mà canh giữ bốn bên cửa trại cho nghiêm. Vào khoảng xế chiều, Hoa Vinh trở về trại, nói với Tống Giang rằng, Lẽ ra đêm nay tiểu đệ xin đi hầu huynh trưởng để xem phong cảnh nguyên tiêu là phải. song ngặt gì tiểu đệ phải trông coi quân lính, không thể nào dứt ra đi được. Vậy đến tối xin cho mấy tên người nhà dẫn hiền huynh đi du ngoạn mọi nơi. Tiểu đệ xin đợi ở nhà để khi về đây ta cùng uống rượu cho vui. Nói xong sai dọn các thức điểm tâm lên cho hai người cùng ăn uống. Tối hôm ấy khí trời ấm áp, lờ mờ có bóng trăng xuống. Tống Giang cùng ba bốn tên người nhà qua vinh vào bước xem hội thi đèn. Khi ra tới phố, thấy nhà nào nhà nấy đèn thấp từng hàng, qua treo suốt lượt. Nào đèn vẽ lối cổ tích, đèn lối bách mẫu đơn qua. Đèn lối qua sen, đèn kiểu qua phù dung, không một kiểu gì không có. Bốn năm người đi lững thững đến trước cửa miếu thổ thần, xem phong cảnh ngao sơn một lúc rồi lại dắt nhau quay đi. Mấy người đi về phía bên nam được chừng năm bảy trăm thước, thì thấy phía trước mặt đèn đóm tưng bừng, có một đoàn người đang đứng quanh vùng đó, một nơi tường diện lớn mà tiếng nổi thanh la, cùng tiếng hò reo ầm ỉ gian tai. Tống Giang thấy vậy vội vàng đến để xem, ai ngờ người lùng khó xem, lại phải đứng sau đám đông, nên không sao xem rõ được. Sao tụi người nhà phải đạp đám người đông để cho Tống Giang len vào tận nơi xem cho rõ? Khi vào tới nơi, thấy một tuổi con nhà nghề đương nhảy múa rồi rút lên ở đó. Tống Giang thấy lão nhà nghề nhảy múa uống éo nhiều lối buồn cười, thì vỗ tay mà cười to lên mấy tiếng. Bây giờ vợ chồng lưu cao đương ngồi xem ở bên trên, người vợ thấy tiếng cười hơi quen tai, liền ngẩng cổ nhìn, Thấy Tống Giang đứng đó thì vội vàng chỉ mặt mà bảo chồng rằng Kìa, thằng lùng đen kia chính là thằng đầu sỏ đám giặc nó bắt thiếp ở núi Thanh Phong dạo trước đó. Lưu Tri Trại ngạc nhiên kinh sợ liền gọi sáu bảy tên đầy tớ thân mà quát lên rằng Bắt thằng giặc lùng đen kia cho ta. Tống Giang ngẩng đầu nhìn lên nghe tiếng quát bắt lại thì chợt trông thấy vợ chồng lưu cao ở đó bèn vội vàng co cẳng chạy luôn bất đồ chạy được mươi nhà thì bọn kia đã đuổi kịp đến sau liền bắt tống giang trói lại mà dông về trong trại mấy anh người nhà qua vinh đi hầu tống giang thấy vậy thì chạy về báo cáo cho qua vinh biết bây giờ lưu cao về trại thét giải tống giang lên mà thét mắng rằng quân kia mày là giặc cướp ở núi thanh phong ai cho phép bay dám cả gan đến đây xem đèn xem hội tống giang kêu rằng Chúng tôi là Trương Tam ở huyện Dận Thành, bạn thân với Hoa Tri Trại, mới đến chơi mấy hôm nay ở đây, làm gì biết núi Thanh Phong? Sao mà ngài dậy thế? Vợ lưu cao ở phía sau Bình Phong nghe thế vậy, liền chạy ra mà nói lên rằng, đồ ăn cướp kia lại còn cãi hả? Mày có nhớ khi ta gọi mày là Đại Dương không? Tống Giang đáp rằng, cung nhân lầm rồi, bây giờ tôi nói với cung nhân rằng, tôi đây cũng là khách ở Dận Thành bị bắt đến đây, nào phải đại dương đâu Lưu tri trại nói Mày bảo rằng mày là thằng bị cướp đến đó Sao ngày nay lại ở đây xem đèn được Con mụ kia lại tiếp luôn rằng Chính mày ngồi ghế giữa ở sơn trại Ta kêu là đại dương Nào mày có nói gì đâu Tống Giang thở dài mà rằng Cung nhân không nhớ gì đến công tôi cứu đỡ cho cung nhân được thoát nạn gian dâm, nay còn đổ giả cho tôi là ăn cướp, thì còn trời đất nào nữa. Chị chàng kia nghe nói cả giận mà quát lên rằng Quân rắn đầu rắn mặt ấy Không đánh cho nó một mẻ thì sao nó chịu nhận Lưu cao khen là phải Liền thét lính lấy roi lên Giật đánh tống giang giọt bắn máu tươi Rồi khóa xích hai chân tay Đợi sáng hôm sau làm xe tù để giải lên châu Bên kia qua vinh nghe thấy lũ người nhà về báo Thì giật mình kinh ngạc Liền viết phong thư sai người thân mật sang nói với lưu cao để cứu cho tống giang khi người nhà đưa thư sang đến văn trại lưu cao cho gọi vào sảnh sự cất lấy thư bốc ra xem thấy trong thư viết đại khái như sau qua vinh bái thượng lưu cao tướng công nhân tôi có người bà con thân tên lưu văn mới ở tế châu đến đây hôm qua vì đi xem hội đèn lỡ có xúc phạm tôn quy thì xin ngài nghĩ tình tha thứ cho tôi sẽ đến xin cảm tạ mấy lời thô thiển lượng cả xét soi. Lưu Cao xem xong nổi giận đùng đùng, xé nát phong thư mà mắng rằng, anh qua vinh này vô lễ quá, hẳn là quan tước triều đình sao dám thông đồng với giặc, mà bưng bích mắt ta. Thằng giặc này, nó đã cung khai là tên Trương Tam ở Vận Thành, thế mà qua vinh dám viết giấy đến đây nói là Lưu Văn ở Tế Châu. Hắn tưởng rằng nói họ lưu thì mình nghĩ tình cùng họ, mà tha cho nó chăng? có khi nào ta đây lại khờ dại đến vậy? Tả hữu đâu? Đem thằng người nhà này đuổi cổ nó ra. Tên người nhà bị đuổi ra, vừa căm tức, vội chạy về báo cho Hoa Vinh biết. Hoa Vinh nghe nói càng lấy làm nóng lòng sốt ruột, liền sai người nhà đóng ngựa. Rồi mặc giáp đeo cung, cầm đao, dẫn mấy mươi tên binh lính giáo gậy mà thẳng sông sang trại lưu cao. Bây giờ đám lính canh cổng bên trại lưu cao trông thấy Hoa Vinh đến, thì anh nào cũng sợ mất mật mà chạy tán đi cắt ngã. Hoa Vinh đi vào đến trong sảnh. Liền xuống ngựa, cầm giáo ra tay, rồi dàn mấy tên quân ra trước cửa sảnh kêu to lên rằng Mời Lưu Tri Trại ra đây nói chuyện. Lưu Tri Trại nghe tiếng Hoa Vinh thì sợ mất hồn mất vía nắp chui vào một chỗ mà không dám thò ra. Qua Vinh đứng đợi hồi lâu không thấy lưu cao ra, liền hô quân lính đi thẳng ra đằng sau để cứu người bị bắt. Bà bốn mươi tên lính dân lệnh đổ ùa đi tìm, đến một gian phòng ở dưới trại, thấy Tống Giang bị trói treo lên xà nhà, xích sắt xích cả chân tay mà thịt da sức ra từng chỗ. Tụi quân lính súng lại cởi nâng Tống Giang xuống, tháo bỏ xích sắt rồi cùng nhau giật ra ngoài cửa sảnh hoa vinh trông thấy rất là thổn thức trong lòng bèn sai lính đưa về nhà trước rồi nhảy lên ngựa mà nói to lên rằng lưu cao ngươi là một ông quan văn tri trại ở đây sao nỡ đãi hoa vinh như vậy nhà ai không có bà con thân thích ngươi nỡ lòng nào mà bắt biểu huynh ta đem về nhà mà vu rằng trộm cướp cho đành để nay mai ta sẽ nói chuyện với ngươi nói đoạn dẫn chúng về trại để trông nom phục thị tống giang máu nóng đã chan lò chí khí gan già chi ngại lúc gian truân biết chăng hỡi khách hồng quần quán kia sao để đền ân cho đành Bây giờ lưu cao thấy qua vinh cứu người đem đi rồi liền ậm ọe ra công đường điểm lấy hai trăm người sang trại qua vinh để cướp lại bọn hai trăm quân lính đó có hai người làm giáo đầu một người võ nghệ khá sắc sảo tinh nhanh song không đọ nổi với qua vinh kia được khi chúng được lệnh của lưu cao thì trong lòng đã có ý ngần ngại nhưng mà lệnh trên bắt buộc không thể từ nan đành phải chỉnh đốn cung thương mà kéo sang qua trại sáng sớm hôm ấy chúng kéo nhau đến cửa trại thấy cửa vẫn mở toan không đóng chúng đều kinh sợ không anh nào dám cả gan mà sấn đi vào trước Bây giờ qua Vinh ngồi trong nhà sảnh, thấy chúng đứng đông nghịch cả ngoài cửa. Bèn lấy cung tên dơ lên mà quát to bảo chúng rằng Bớ quân sĩ các ngươi, quan có đầu mà nợ thì có chủ. Này lưu cao sai các ngươi đến đây, toan để báo thù cho hắn. Xong ta e hai viên giáo đầu mới đến, chưa biết võ nghệ của qua Vinh. Vậy ta hãy bắn mấy mũi tên cho các anh coi thử. Nếu không sợ thì cướp vào đây mà rửa mặt cho lưu cao. Nhìn đi, mũi tên này ta bắn vào cái quả nắm ở đầu thanh phạn của môn thần bên tả đây Qua vinh nói dứt lời rồi bắn đến tách một cái chính đúng vào đầu phạn môn thần bên tả hai trăm người trông thấy đều kinh sợ thất thần Qua vinh lại lấy mũi tên thứ hai rồi quát bảo chúng rằng chúng bay xem mũi tên thứ hai này ta bắn vào cái màu đỏ mũ môn thần bên hữu đây nói đoạn thấy đánh tạch một tiếng mũi tên đã cắm vào giữa màu đỏ ở giữa mũ môn thần bên hữu, không chịch đi một ly nào. Bây giờ hai mũi tên ấy vẫn dán ở trên cánh cửa. Quách Vinh lại lấy ra một mũi tên thứ ba rồi quát lên rằng Bây trong mũi tên này ta bắn vào giữa bụng tên giáo đầu mặc áo trắng trong đám quân đó. viên giáo đầu kia nghe tiếng thì kêu lên rồi ngoắt mình chạy trước còn đám quân lính thì ồ nhau mà té chạy hết cả. Bây giờ qua Vinh Sai đóng cửa trại lại, rồi trở vào nhà trong nói chuyện với Tống Giang rằng: "Việc này thật là lỗi tại tiểu đệ, vì sơ ý một chút để đến nỗi huynh trưởng phải chịu những khổ nhục như vậy, xin huynh trưởng tha lỗi cho." Tống Giang đáp rằng: "Tôi đây có quản chi những điều ấy, duy lưu cao tất còn sinh sự chưa thôi, vậy anh em ta phải nghĩ cách phòng bị thế nào thì mới được." Hoa Vinh nói Có nhịp vậy nữa thì tiểu đệ xin liền bỏ chức quan này Mà liệu cho nó một mẻ là xong Tống Giang thở dài mà rằng Ai ngờ con vợ nó lại nở lòng đem quán trả ơn Xui chồng đánh bắt Làm nhục đến mình như vậy Tôi đã toan nói rõ tên họ Lại e tiết lộ việc diêm bà tích Nên phải nói dối là Trương Tam ở huyện Dận Thành về đâu lưu cao lại đem lòng tàn nhẫn cho tôi là hổ trương tam ở vận thành đến làm giặc ở núi thanh sơn và toàn đóng xe tù để giải này nếu không có hiền đệ cứu cho thì dẫu lưỡi sắt môi đồng cũng không thể nào biện bạch phân minh ra được nguyên trước tiểu đệ tưởng anh ta là người biết chữ thì tất nhiên thương người cùng họ về đâu hắn lại xử bạc tình đến thế hay cho nhân tình thế cố lắm nỗi buồn tên nghĩ đến bao nhiêu lại càng thêm căm tức tống giang cười nhạt mà rằng hiền đệ còn nói chi hai chữ tình nghĩa ở đời cho thêm bận lòng bây giờ hắn đã bị hiền đệ công nhiên đến cướp lấy người về rồi sai đám quân lính đến đây lại sợ kinh chạy tán thì tất nhiên phải tươi giấy đi các nơi để sinh sự với ta vậy ta phải liệu trước thế nào mà lánh thân mới được Tôi định rằng chiều nay tôi phải chạy về núi Thanh Phong, còn hiền đệ ở đây với hắn. Cho dù khi có xảy ra việc gì, thì bất quá cho là đôi bên văn võ bất hòa cũng không khi nào đến tội. Nhược bằng tôi còn giấc dưỡng ở đây, nhỡ ra bị nó bắt một lần nữa, thì khó lòng mà phân thuyết cho ra. Hiền đệ nghĩ sao? Qua Vinh nghĩ ngợi hồi lâu rồi đáp rằng, huynh trưởng là bậc cao minh, nghĩ vậy rất là phải song hiện nay còn đương đau đớn như vậy thì đi làm sao cho được đành vậy việc gấp đến nơi dẫu thế nào không đi cũng không được hiện đệ để mặt tôi đi mới xong qua vinh nghe nói cũng không dám cưỡng lời liền sai mua thuốc cao cho tống giang dán vào các chỗ đau và sắp sửa các đồ hành lý để tối hôm ấy Tống Giang cất lẻn về núi Thanh Phong. Đêm khuya một bước ngại ngùng, thoái đời lạnh ngắt lửa lòng nóng rang. Trong giời khói hợp mây tan, thân này nợ giới gian sang thế nào. Lưu Cao từ khi thấy quân lính tan nát chạy về, ai nấy đều kinh sợ cái quai thế hùng dũng của Hoa Vinh, thì trong lòng lấy làm căm tức, liền nghĩ ra một kế, mà tự nói một mình rằng, hoa vinh đã cướp được tên giặc ấy về tất nhiên đêm nay cho trốn trên núi thanh phong rồi sáng mai sẽ tranh biện với ta dẫu cho đến tai quan trên thì chẳng qua hai bên văn võ bất hòa cũng không làm gì được hắn vì đêm nay ta phải sai vài ba mươi tên phục sẵn bên ngoài năm dặm đường để đón may ra mà vớ được thằng giặc ấy thì ta sẽ lẳng lặng cho người lên báo với châu phủ để về bắt cả hoa vinh mà kết liễu nó đi một thể Bây giờ toàn trại thanh phong sẽ thuộc về ta cai trị, không còn đứa nào dám hó hé, sức láo với ta. Chàng nghĩ đoạn liền gọi hơn 20 tên lính, sắp sẵn các đồ khí giới mà dặn dò cẩn thận. Để đến tối đi bắt Tống Giang. Vào khoảng canh hai tối hôm ấy, quả nhiên thấy quân lính bắt trói Tống Giang đem về. Lưu Cao cả mừng, lấy làm đắc sách, liền sai đem Tống Giang giam vào nhà sau, giữ kín không cho ai biết và nhất diện thảo công văn cho hai tên tâm phúc lên báo với quan tri phủ thanh châu quan phủ thanh châu họ mộ dung tên là ngạn đạt tức là anh nàng quý phi vợ vua quy tôn nhà tống bấy giờ sinh bình cậy thế em gái ngang dọc ở đất thanh châu tàn hại lương dân lừa dối liêu hữu không một điều chi là kiên nể không làm hôm đó đương ngồi coi hầu bỗng tiếp được công văn của lưu tri trại đưa đến tri phủ xem xong lấy làm kinh ngạc mà rằng hoa vinh là con cháu công thần cớ sao dám thông đồng với cường tặc ở núi thanh phong như vậy việc này chưa biết hư thực ra sao song ta cắt người qua đó xem xét hư thực mới được nói đoạn liền cho gọi đô giám bản châu đến để sai đi đô giám này tên là hoàng tính võ nghệ cao cường đã từng nổi tiếng ở đất Thanh Châu. Trong địa hạt Thanh Châu có ba chốn ác sơn. Một là núi Thanh Phong, hai là núi Nhị Long, ba là núi Đào Hoa, đều có giặc cướp tụ họp ở đó. Hoàng tính thường tự phụ, có phen trừ hết giặc cướp ở ba núi mới nghe, nhân thế người ta đặt tên cho Trấn Tam Sơn Hoàng tính. Bây giờ Hoàng tính dân lệnh tri phủ, liền chọn lấy 50 tên lính sắp sửa mũ giáp, nhảy lên mình ngựa, tay cầm đôi thanh kiếm mà kéo quân mau tới thanh phong. Khi tới nơi thì tri trại là lưu cao đón tiếp, mời vào nhà trong, mở tiệc thiết đãi hoàng tính, cao thượng các hàng quân lính, và nhất diện sai bắt tống giang ra cho hoàng tính xem. Hoàng tính xem xong bảo với lưu cao rằng, thằng này bất tức phải hỏi lôi thôi làm gì, cứ đóng ngay xe tù bỏ nó vào đó, rồi viết chữ vào lá cờ là tên đầu cướp hổ trương tam, ở núi Thanh Phong mà giải đi cho đánh. Tống Giang nghe vậy đành mặt cho họ xử trí, không cãi nói vào đâu được nữa. Hoàng Tính lại hỏi Lưu Cao rằng, khi bắt được tên Trương Tam này, Hoa Vinh có biết hay không? Lưu Cao đáp rằng, Tiểu quan bắt được từ đêm hôm qua, liền đem giấu ngay vào nhà trong. Có lẽ Hoa Vinh vẫn tưởng là nó trốn thoát được rồi, nên không thấy động tĩnh gì hết. Nếu vậy thì hay lắm, sáng mai cứ cho bày tiệc ở công đường và sai 40 người nấp ở quanh đó. Rồi tôi đi đến trại qua Vinh nói dối là quan phủ mộ dung, nghe thấy hai bên văn võ bất quà, nên cho tôi về đây. Mời sang văn trại để uống rượu mà xếp vàng cho im chuyện. Khi sang đến đấy, phải dặn quân lính trước, cứ nghe hiệu tôi đập chén thì đổ xô ra trói lại, rồi giải lên phủ một thể, như vậy phỏng có được không? Lưu Cao cả mừng khen rằng, kế sách của tướng công thật là thần diệu, khác gì bắt ba ba trong hũ, còn trốn đi đâu cho thoát được. Sáng hôm sau, Lưu Cao sai người làm tiệc, bày dọn ra ngoài công đường, gọi mấy chục tên lính, cho nắp kính ở chung quanh, rồi đến gần trưa, thì quan Tính cưỡi ngựa, dẫn dài ba người hầu đi sang bên trại Hoa Vinh. Khi tới nơi, bọn quân lính báo cho Hoa Vinh biết. Hoa Vinh hỏi chúng rằng, Hoàng tính đến đó có nói làm việc gì không? Quân lính đáp rằng, Hoàng đô giám chỉ nói là đến thăm ngài, chứ không có việc gì hết. Hoa Vinh nghe vậy liền ra cửa đón tiếp, mời vào ngồi chơi trong sảnh mà hỏi rằng, Giám thừa đồ giám, Chẳng hay tướng công qua đây chơi có việc gì. Hoàng tính đáp rằng, Hạ quan nay dân lệnh tri phủ đến đây, vì nghe nói hai ngài không được hòa thuận với nhau quan phủ chỉ e các ngài vì nỗi tư thù mà làm lỡ mất việc công nên phải sai tôi đem dê rượu đến đây để cùng các ngài phân giải hiện giờ đã bày sẵn sàng ở bên công đường văn trại vậy xin ngài cùng lên ngựa đến đó ngay cho hoa vinh nghe nói cười và đáp rằng hoa vinh tôi đâu dám khinh rẻ lưu cao chẳng qua ông ta là một ông quan chính thường hay tìm bới những sự lỗi lầm của hoa vinh về đâu đến tai quan trên như vậy nay lại phiền cho đô giám đến đây thực chúng tôi không biết lấy gì mà trả ơn cho được hoàng tính ra mặt thân mật ghé vào tai hoa vinh sẽ nói nhỏ rằng quan phủ chúng biết túc hạ là người tài đảm hữu dụng trong lúc can qua chứ như lão kia là văn quan thì có làm gì được nay ngài cứ đi ngay cho. Nói xong lại thúc giục Qua Vinh mau mau đứng dậy cùng đi. Qua Vinh giữ lại uống chơi vài chén rượu, hoàng tính gạt đi mà rằng, để khi giảng giải xong rồi, ta uống rượu cho thỏa chí với nhau, ngại gì? Qua Vinh phải dâng lời, lập tức sai người đóng ngựa đóng cương cùng hoàng tính ra đi. Khi tới văn trại, hai người cùng xuống ngựa, Hoàng tính dắt tay qua Vinh đi vào công đường cùng lưu cao thi lễ. Rồi ba người ngồi vào bàn giữ tiệc. Bây giờ lính tráng đã dắt ngựa của Hoa Vinh buộc ra sau trại và cài cửa trước cửa sau rất là cẩn thận. Hoa Vinh ngồi trong tiệc rượu tự nghĩ hoàng tính đối với mình. Cùng là hàng quan võ thì tất nhiên thành thật với nhau mà không nghi ngại điều gì. Cho nên cứ phóng tâm uống rượu Hoàng tính nâng một chén rượu mời lưu cao mà rằng Hoàng phủ nghe nói hai ngài không được hòa thuận với nhau Ngày nay sai hoàng tính qua đây là cốt để vì các ngài mà dàn xếp cho yên Từ nay xin các ngài phải lấy quốc gia làm trọng Có công việc gì lại bàn định với nhau mà thi hành cho thỏa thích Lưu cao đáp rằng Lưu cao tôi là một kẻ bất tài song cũng biết được đường kia lẻ nọ Có dám kêu cửa điều chi cái đó chẳng qua là người ta thêm đặt nói càng làm phiền đến tri phủ cùng tướng công đây, thực chúng tôi lấy làm cảm động vô hạn." Hoàng Tính cười rằng: "Nếu ngài giữ được như vậy thì còn gì hơn nữa?" Đoạn rồi lại rót chén rượu thứ hai đưa cho Qua Vinh mà khuyên rằng: "Cứ theo như lời Lưu Tri Trại nói thì điều đó chẳng qua thêm đặt bởi người ngoài, chứ các ngài đâu có như vậy." vậy xin ngài uống chén rượu này để thỏa thuận cho vui. Lưu Cao lại rót một chén mời hoàng tính mà rằng, vì việc chúng tôi mà phiền đến đô giám tới đây, vậy một chén rượu này xin ngài cúi nhận uống cho. Hoàng tính cảm ơn, đỡ lấy chén rượu cầm ở tay, liếc trông ra thấy mười mấy tên lính đi vào công đường. Chàng liền dứt ngay chén xuống đất để ra hiệu. Bây giờ bốn bên công đường bỗng ồn ồn, có đến bốn năm mươi tên đổ xô ra mà túm lấy Hoa Vinh. Hoàng tính quát lên rằng, trói nó lại. Hoa Vinh thấy vậy liền kinh ngạc kêu lên rằng, tôi có tội gì, tôi có tội gì. Hoàng tính cười nhạt rồi quát mắng rằng, lại còn chối hay sao? Ngươi là một quan chức dám kết thông với giặc thanh phong để toan mưu phản triều đình. Như vậy phỏng đáng tội gì? Ta đây còn nghĩ đến tình diện khi trước nên không muốn bắt cả vợ con nhà ngươi đó thôi. Hoa Vinh cãi lại rằng, làm cướp phải có chứng cớ mới được chứ. Hoàng Tính nói, để ta đem chứng cớ đoan đích cho mà xem, không còn kêu cao gì nữa, bay đâu, đem ra đây. Nói đoạn thì thấy quân lính đẩy một cổ xe tù, thấy Tống Giang nằm co ở trong xe đó. Hoa Vinh thấy vậy giật mình đờ hẳn người ra, mà không biết nói làm sao được nữa. Hoàng tính lại nói Cái đó ta có biết đâu Hiện có người nguyên cáo là lưu cao đây Qua Vinh cười nhạt mà rằng Được lắm Người ấy chính là người thân quyến của ta Ở huyện Dận Thành đến chơi Các ngươi lại muốn du cho là ăn cướp cũng được Để khi giải đến thượng ti Ta đã có cách Hoàng tính cười mà rằng Phải Ta phải giải ngươi lên phủ Rồi ngươi lên đó mà kêu Nói đoạn quay ra bảo Lưu Cao điểm lấy 100 lính trại để đi và đem xe tù ra để giam Hoa Vinh mà hộ tống giải phủ. Hoa Vinh nói với Hoàng Tính rằng Đu dám đánh lừa tôi đến đây dù sao công việc thế nào đã có triều đình xử trị song cũng nên nghĩ lại tôi đây là một chức võ quan mà tha cho đừng bắt phải bỏ xiêm áo cứ để tôi ngồi vào xe tù cũng được. Hoàng Tính nói Cái đó thì được, xin dân. Nói xong liền cho qua Vinh ngồi vào xe tù Rồi gọi Lưu Tri Trại sắp sửa Để cùng đi áp giải lên phủ Mà không cho hại đến tính mạng tội nhân Mới hay Cơ trời quả phúc xưa nay Trong gan tất đã đổi thay mấy lần Hễ ai biết mẹo hồng quân Chữ tài chữ lụy xoay dần làm sao Dẫn thân trong cuộc ba đào Khóe đời xem xét thế nào cho tinh Lạ chi đen bạc thế tình, Lỡ khi quan nghiệt đến mình kêu ai? Lời bàn của Thánh Tháng Nhà văn có bút pháp gọi là theo cành tiếp lá, Mỗi lần diễn tả phải khác nhau, Sông le tự sự cho thanh khiết. Dùng bút cho minh nhã cũng không thể coi thường, Dĩ như dạo chơi non núi, Dạo qua một cảnh núi, Lại hỏi thăm một cảnh núi, Lúc bấy giờ dạo qua lối tắt tiểu kiều với những cảnh bờ cong bãi cát, dòng nước lượn quanh. Chợt đâu núi trước chưa hồn día vừa định, thì núi sau đã tới tay mắt lại để vào. Tuy rằng trong gian lắm nổi bực mình, song chẳng phải là không thỏa ý. Nay dạo chơi qua một cầu, một nước, một bãi, một bờ, quan cảnh đã thú, huống chi cả bảy mươi hồi chuyện đều chép ra như dễ bao nhiêu quan cảnh khác nhau. Đây ý nói của bình giả, sẽ thấy một hồi này tả ra cảnh ngộ tống giang, lâm nạn ly kỳ ở trại Thanh Phong, vì một lưu cao, liền đới qua vinh, cũng chỉ vì tống giang lánh nạn kia, lại gặp nạn này. Theo bút pháp tả ra gọi là theo cành tiếp lá, thấy ở một hồi này vậy. Tác giả tả qua vinh rất là văn tú, đối với hảo hán đối với đồng liêu thấy hơn hẳn người sau chuyện võ tòng ít có một người như vậy xứng đáng hổ thần nho tướng chia ra hai phần họp lại toàn bích